Hôm nay 11 tháng 8, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa trên diện rộng. Tại huyện Mường La, địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8. Hôm nay mưa lớn tiếp tục gây nhiều thiệt hại. Trận mưa lớn từ sáng 11 tháng 8 đã gây sạt lở ta luy dương, khiến giao thông trên quốc lộ 279D đoạn qua bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La tiếp tục bị ách tắc. 3 điểm bị sạt lở ta luy dương trên tuyến đường huyện đoạn từ xã Tạ Bú đi các xã Triềng Hoa, Triềng Công, Triềng Ân, huyện Mường La và khu vực cầu Vạn Bú, thị trấn Ít Ong, nước lũ, đất đá, cây cối gãy đổ từ trên đồi tràn ra mặt đường gây ngập, khiến giao thông đi lại khó khăn. Theo thống kê, mưa kéo dài trong những ngày đầu tháng 8 tại huyện Mường La đã làm hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường gây ách tắc cục bộ tuyến từ xã Tạ Bú đi các xã Triềng Hoa, Triềng Công, Triềng Ân và đường đi Triềng Muôn, Nậm Rôn. Trong đó có nhiều đoạn sạt lở với khối lượng rất lớn gây ách tắc giao thông cục bộ tại nhiều vị trí. Chính quyền huyện Mường La hiện đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục sạt lở, ách tắc trên các tuyến đường giao thông. Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp không ít khó khăn do khối lượng đất đai sạt lở lớn, mưa to kéo dài khiến các vị trí đang ách tắc tiếp tục có dấu hiệu sạt lở thêm.